Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ cùng nhau uh, xem 100 câu tiếng Hàn ngắn về chủ đề là nói chuyện với con. Có rất là nhiều bạn uh, muốn uh, làm cái chủ đề này nên là mình uh, có sẵn là 100 câu ngắn ha, mong là sẽ giúp ích cho mọi người. Xin xác ra khi cô thu qua trồi hồ cú cúp đuổi Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Xét xác khập khiễng bắt đầu nha mọi người. Xa răng hề, Câu này ai cũng biết ha, saranghaeyo. Saranghaeyo. Nói yêu con nhiều lên ha. Tôi yêu bạn hoặc là mẹ yêu con, anh yêu em đều dùng saranghaeyo, saranghaeyo. Joahae. 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 Tôi thích mình thích ai đó, thích cái việc gì đó thì mình sẽ dùng là joahae. Từ gốc của nó là joaha ta ha. Joahae. Đây là động từ nha. Còn mà thích á mà cái dạng mà thích đó, cái dạng mà tính từ thì mình sẽ sử dụng là chuảo, chuảo, Chú si doẻo, si hèo, đo không thích hoặc ghét gì đó. Mình có cái từ này là si đo hèo. Cái chữ h ở đây á nó gặp chữ ngờ ở đây á nó bị không đọc ha. Nên lúc này mình sẽ luyến chữ r lên và mình sẽ đọc là si do, đo hèo Tôi không thích hoặc là tôi ghét. 나빠요. 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 xấu tệ hoặc là rất là tồi tệ. Ví dụ như là uh, mình thấy cái hành động đó là hành động không tốt, hành động xấu, 나빠요. Đúng là 나빠요. Hoặc là cái người này là người tấu, xấu, không phải người tốt, 나빠요. Mình đều sử dụng ha. Từ gốc của nó là từ 나쁘다. Thời tiết xấu, người xấu cái gì đó xấu tệ mình đều sử dụng được 나쁘다. 말해 봐요. 말해 봐요. 말해 봐요. Mình luyến chữ r qua đây luôn ha. Không luyến cũng được nhưng mà thường là người ta luyến nhiều hơn nên mình luyến nha. 말해 봐요. 말해 봐요. Nói tôi nghe thử coi, nói cho mẹ nghe thử coi. Ví dụ như con mình á, nó thấy nó đang có chuyện gì đó cái mình hay nói là 말해 봐요. 말해 봐요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요? 괜찮아요? bạn có sao không ví dụ con bị té cái mình hỏi nó khen sao nào khen sao não Nè. khen sao não khi mình trả lời thì mình sẽ bỏ dấu chấm hỏi thôi khen sao nào khen sao nào không sao mình còn có thể sử dụng cái câu này á ví dụ như là người ta mời mình ăn uống gì đó mà mình nói mình không có ăn đâu á. mình nói mà Ờ. thôi không ăn đâu thì thay vì mình nói mình không ăn mình có thể nói là khen sao này chứ khen sao nào là mình từ chối ha an và đọc nhanh thì mình sẽ luyến chữ n qua luôn ha anapel 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 lúc mà nó bị té cái mình hỏi nó có đau không á cái nó nói anapel anapel mình nói anapel con không đau hả khi trả lời thì bỏ dấu hỏi thêm dấu chấm và đọc xuống giọng ha anapel 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 bạn có đau không anapel anapel nè ở đây ở đây bạn thấy sao trường hợp này thì mình có thể hỏi ý kiến là, ví dụ như là mình mua đồ cho nó mình hỏi nó ý kiến không thấy sao hoặc là mình hỏi người ta ý kiến gì đó thấy sao có được không thì lúc này mình cũng dùng là ỏ tẻo từ gốc của thằng này là từ ỏ tật thả, mang nghĩa là như thế nào Và chuyển sang nuôi vô thành Ở chú chim mèo, chú chim mèo, chú chim mèo, chú chim mèo, thấy con cái mà chạy nhảy tung lung tung á, hoặc là lên nó làm gì đó nguy hiểm á, thì mình hay nói là chú chim mèo, cẩn thận đó, chú chim mèo, chú chim mèo, vía mèo, vía hôm hè vô đọc nhanh vô thì là vía mèo, vía mèo, có xu hướng là mình sẽ nói qua đây, đọc nhanh là mình sẽ nói qua luôn, vía mèo nguy hiểm đấy nguy hiểm đó ví dụ nó đang làm hành động gì đó băng qua đường mà không nhìn trái nhìn phải quý mèo leo lên cây quý mèo hoặc là ném đá chẳng hạn thì mình sẽ gọi nói là quý mèo hoa na sở hoa na sở hoa na sở. hoa na, sở. Hoa na sở. mình luyến hai chữ sở qua đây luôn à hoa na sở. hoa na sở giận hả tức giận hả tâm trạng không vui hả ví dụ như là mình làm gì đó mà nó ngồi nó con mình nói hoặc là mình la gì đó hoặc là làm cái gì đó hai anh em đánh nhau chẳng hạn hoa nó sợ giận hả tức giận lắm hoa nó sợ tôi đói quá ví dụ mình đang đói bụng phải mình có cái từ gốc của nó là phe 배고프다 ha. Mai nghĩa là đói. Và mình chia vô sẽ thành là 배고파요. 배불러요. 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 Tôi no rồi. Ngược với đói thì sẽ có no ha. Từ này là từ gốc của nó là 배부르다 mang nghĩa là no ha. 부르다. Và chia đuôi vô nó thành là 배불러요. 배불러요. 맛있어요 xi sợ mình nấu đồ ăn ngon ra mình ăn xong rồi mình khen ngon bà sợ ngon quá đi bà xi sợ khác với ngon thì mình sẽ có là dở hoặc là không ngon mà tộp sợ tộp sợ sợ từ mạt này á và chim nó là chữ sợ khi phát âm nó là mạt là m a mạt nên là khi mình luyến âm qua thì mình sẽ luyến chữ tờ qua luyến nhảy qua nên nó thành là ma tộp sợi ma tộp sợi dở quá hoặc là không ngon Mùi chum chu sẹo Mùi chum chu sẹo Mùi chum chu sẹo Mùi chum chu sẹo Khác nước quá khi mà nói cho mình ly nước cho tôi một ly nước đi cho tôi một ít nước đi Mùi chum chu sẹo Mùi là nước ha chum là một ít một tí chu tà là cho đưa cho ư sẹo hãy hãy cho tôi một ít nước 물좀 주세요. 주세요. 더 주세요. 더 주세요. 더 주세요. 더 주세요. Hãy cho tôi thêm ha. 세요 là hãy, cho là cho đưa cho, thò là thêm. Hãy cho tôi thêm. Dịch từ lên ha. 더 주세요. 집중해요. 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 Hãy tập trung. Ví dụ nó đ n mình đang ăn cơm á mà nó hay giỡn hớt á hoặc là đang đọc sách mà giỡn hớt á mà nó tập trung vô tập trung vô cái việc mình đang làm chứ đừng làm chuyện tùm lum ở bên ngoài thì mình sẽ dùng là chịp chung nghèo chung nghèo chịp chung ha tập trung à thổi lơ chu kèo chu chu tôi sẽ trả lại ví dụ như mình hứa mình trả lại gì cho người ta ví dụ trả tiền hay trả đồ gì đó thui do ta trả lại ha ơi là sẽ trong trường hợp mà hứa hẹn gì đó ha đẹp 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 quá hoặc là xinh quá ví dụ như mình khen người ta đẹp quá xinh quá cũng được hoặc là cái đồ đó nào đó mình thấy đẹp mình có thể nói là hoa đẹp hoa đẹp đẹp bờ 읽어주세요 책 읽어주세요. 책책 Hãy đọc sách cho tôi nghe. Hãy đọc sách cho con nghe. Con mình hay nói câu này lắm. Không đọc sách lại không ngủ được. <laughs> 읽어주세요. 책 읽어주세요. 읽으세요. Hãy 읽어주다. Đọc cho. 책 sách. Hãy đọc sách cho tôi. 책 읽어주세요. Lưu ý cái chỗ này ha. Và chim đôi theo sau là nguyên âm. Tách ra một chữ giữ lại một chữ cho đi nó thành là ilco check ilco được 피곤해요 피곤해요 nẻo bạn mệt hả? 피곤해요 nẻo bạn mệt hả? mệt này mệt mỏi về tinh thần thường hay dùng là 피곤하다 ha ta ta oh mệt mỏi hả? 가려워요 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 từ này từ gốc của mình là khả dốc tà nó mang nghĩa là ngứa ngáy á ngứa ngáy kiến cắn hay là bị mũi cắn á khả dốc tà khả đeo ẻo khả đeo ẻo cứ go cho xeo cứ go cho xeo cứ go cho xeo hãy gãi cho tôi ví dụ như là bị kiến cắn nó kêu gãi cho tôi cứ xeo hãy a o cho tà làm gì đó cho cứ tà cứ tà mà nghĩa là gãi à cứ go cho xeo cho 주세요. Cái thằng này là kích tà. Tuy nhiên là khi đi theo sau là nguyên âm thì mình sẽ luyến âm lên. Nên lúc này là mình còn phạt sim của cái từ này là gọi cho 주세요. Hãy gãi cho tôi. 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있었어요? Đã có chuyện gì vậy? Ví dụ như là uh, mình thấy có chuyện gì đó. rồi mình thấy bị té đó. Rồi chảy máu. Mình thấy chảy máu tay, mình chảy máu chân gì đó thì mình hỏi 무슨 일이 있었어요? Hoặc là con mình hai đứa nó hay đánh nhau lắm. hỏi là 무슨 일이 있었어요? 무슨 일이 있었어? Đã có chuyện gì vậy? 무슨 일? Chuyện gì ha? Còn này là 있었어 là đã có ha, quá khứ. 무슨 일이 있었어요? 누가 때렸어요? 누가 때렸어요? 누가 때렸어요? Ai đã đánh con hả? 누가 때렸어요? 누가 là ai ha. Còn 때리다 từ 때리다 này mới nghĩa là đánh đập ha. 누가 때렸어요? Ai đã đánh con? 뭐 하고 싶어요? 뭐 하고 싶어요? 뭐 하고, 하고 싶어요? Bạn muốn gì? Con muốn gì? Muốn làm gì đó, muốn ăn cái gì đó hoặc là muốn làm gì đó thì mình 뭐 하고 싶어요? Mình có ngữ pháp 고 ta Cô ship ta mới nghĩa là muốn với chủ ngữ là tôi Hoặc là hỏi người khác là bạn còn những cái trường hợp mà không phải là chủ ngữ tôi bạn thì mình sẽ dùng là koshi ha ta ha. nếu tách ra cho giống à. rồi hai ta là làm mua là gì mua hai koshi bạn muốn làm gì mua một mua một mua một bạn muốn ăn gì đây mua một mình có cái ngữ pháp động từ cộng với ư khi có bà chim không bà chim real mình hỏi ý kiến nhé nhỉ nha trong tiếng việt của mình thì mình sẽ dùng là iri một tà là ăn mua là gì bạn ăn gì đây nhỉ bạn ăn gì đây mua một cơ kẹo pugu shippo anh nhớ em con nhớ mẹ hoặc là tôi nhớ bạn đều dùng pugu mình có nguyên cái cụm là pugu shita mà nghĩa là động từ nhớ pugu con nhớ, con nhớ mẹ. Anh em. Dạ bỏ 먹어요. 먹어요. 약을 먹어요. 약을 먹어요. 약을 먹어요. Uống thuốc đi, giặt là thuốc ha, Mọc tà là là ăn và uống luôn ha. Trong trường hợp thuốc thì mình không có dùng là uống giống như tiếng Việt mình là tà mà mình phải dùng là từ ăn ha. 약을 먹어요. 가져오세요. 가져오세요 khá sâu seo khá sâu seo em đến đây à mình có ưu seo này mà nghĩa là hãy khá cho ưu tà mà nghĩa là đem đến à còn đem đi mình sẽ có là khá khá cho khá tà thai o bằng ca khá sâu seo đem đến đây khá sâu khá đem đi đi bà 신발을 신어요 신발을 신어요 신발을 신어, 신어요. 신발을 신어요. mang dép vào đi. 신다. ở đây từ gốc nó là 신다 là mang dép ha. mang á, trong từ mang dép như vậy á. 신발, 신발 là đôi giày. nói chung ha. 신발을 신어요. mang giày, mang dép vô đi. 옷 벗어요. 옷 벗어요. 옷옷 cởi quần áo ra đi. ví dụ đi học về mình hay kêu là rửa tay, cởi quần áo, thay quần áo cho nghe. 옷 벗어요. 웃었어요. 땀싸움 거옷랑 웃었어요. 양말, 잠깐만요. 네, 양말을 벗어요. 양말을 벗어요. 양말을 벗어요. 양말을 벗어요. 라, 거이 뭐 라? 양말, 양말, 음얼 라, 루브 라? 벗다 라, 거이 거이 라 양말을 벗어요. 양말을 벗어요. 힘내요. 힘내요. khiêm nẹo mình cổ vũ á hay mình nói là cố lên cố lên trong cổ vũ mình động viên ai đó khiêm nẹo khiêm nẹo thấy người ta có chuyện gì vất vả thấy người ta có chuyện gì khó <laughs> nói chung là cần phải cố gắng thì mình hay dùng là khiêm nẹo khiêm nẹo từ gốc của nó là khiêm nê tạ an toàn belt rơ ha an toàn belt rơ ha an toàn belt rơ ha 안전벨트를 하세요. 하이탁계양도행요 으세요. 하이? 뭔가 안전 라 là... 안전 아 벨트 라. 의벤 게야야. 마리브의 럼하다 하셀라. 하이탁계양도아 탁계양당 안전벨트를 하다. 마하이디요템세요요 안전벨트를 하세요. 안전벨트를 하세요. 잘했어요. 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 잘했어. chữ r này mình sẽ liến qua đây luôn ha 잘했어요. bạn làm tốt lắm con mình làm gì đó tốt thì mình hãy khen ngợi để cho nó có động lực 잘했어요, 잘했어요. sau chỉ mày cu sau chỉ mày cu sau chứ mày cu sau chứ mày cu đừng có đánh nhau nha đừng có cãi nhau nha con mình lúc vui thì nó vui lắm mình lúc hai đứa mà giành đồ chơi là nó đánh nhau tơi đã luôn sau tàng cãi nhau hoặc là đánh nhau đều dùng được ha. Chi mại tà, động từ mình bỏ tà thêm chi mại tà ở đây mà nghĩa là đừng làm gì đó ha. Và cu này tức là còn mình muốn nói gì ở sau nữa thì mình nói. Người hàng hay nói với cách này lắm ha. Sau chi mại cu tức là đừng có đánh nhau mà phải chơi hay hãy chơi hòa thuận á người ta lượt bỏ cái vế phía sau ha sau chi bại cu. đừng có đánh nhau nha đừng có cãi nhau nha sai chủ khe chi nè xeo. sai chu khe chi 사이 좋게 지내세요. 사이 좋게 지내세요. Hãy chơi một cách hòa thuận hoặc là hãy sống một cách hòa thuận ha. Sai chủ thả, sai thả là một cách hòa thuận, một cách là, là quan hệ tốt ha. Còn kê này là thêm tính từ cộng với kê là một cách, một cách hòa thuận, một cách, một cách tốt. Chi 치ね là trải qua hoặc là sống ha. Hãy sống hãy sống cho hòa thuận hãy chơi cho hòa thuận nha sai chu khe chineseo sai chu khe chineseo mình có thể nói sai chu khe đủ đài ô cũng được ha nói con mình á chơi uh, chơi cho hòa thuận đó nha sai chu khe đủ đài ô kuma đủ rồi ô kuma đủ Cứ ô kuma cứ man bò rồi cứ man rồi cái cứ man đứng ở trước phải là đừng á hoặc là thôi đừng có làm hành động nữa nữa nha đằng sau này là một tạ cứ man mọt đang ăn á mà ăn quá nhiều rồi cứ man mọt rồi cứ man rồi thôi đừng ăn nữa đừng ăn nữa còn đang khóc dữ quá cái mình kêu thôi đừng khóc nữa khóc đủ rồi đó nha cứ man đủ rồi ồ cứ man rồi cứ man theo sau làm cái hành động gì đó Tức là dừng cái hành động đó lại đi ha cứ man đủ rồi ồ cứ man bò rồi cứu man hal lẹo cứ man cứ tôi không muốn làm nữa đâu cứ man ví dụ như là đang chơi mà chơi cả nửa tiếng đồng hồ rồi bây giờ nó chán nó không muốn chơi nữa nó kêu nó không chơi nữa cứ man cứ hoặc là làm bài tập nhiều quá bây giờ không muốn làm nữa họ cứ man hal mình có đối với động từ ha có bà chim ư không bà chim mình thêm chữ r làm bà chim cho nó rồi phía sau là rèo mình đọc thì hai chữ r gặp nhau mình sẽ gọi là lè đó cứ mang cứ mang thái lèo nó mày nghĩa là muốn cái gì đó người nói muốn cái gì đó hoặc là mình hỏi ý kiến người ta bạn có muốn làm gì đó không à cứ mang hay liệu tôi muốn là dừng cái việc làm này lại cứ mang thái lèo không làm nữa đâu 너무 좋아요 너무 좋아요 너무 좋아요 너무 좋아요 너무 좋아요 ôm là tôi rất thích hoặc là uh, nó rất là tốt mà 너무 anh nghĩa là đất quá, thường thì mình Dạo này thì mình có thể sử dụng nọ mu, tuy nhiên nọ mu thường đi theo sau những cái gì đó, nghĩa không tốt rất là nhiều. Mình có thể thay đổi nọ mu bằng 아주, 아주 좋아요. 아주 좋아요. nó sẽ hay hơn chút ha. 너무 no, 좋아요 và 아주 좋아요 아주 좋아요. 좋다 nghĩa là tốt, là thích hoặc là cái gì đó. Ok, rất là rất là thích thì lúc này mình có 좋다. 꼭꼭 싶어요. 꼭꼭 싶어요 cút cút ship rồi nha cho kỹ nha ví dụ ăn cơm á ăn cơm học ở nhà trẻ không mình cũng hay được dạy là học ăn cơm là phải ăn cho Kitu, là 일본, là nhà, nhà nha Snow, cơm, Shiftta, cho kỹ á cút là cút cút ship ship ta là nha nhai à nhai xương cơm nhai cơm nhai đồ ship ta cút cút ship phải ship phải nhai cho kỹ có bà để ra bố đấy sợ có bà để ga bố khó bà để có một thấy chưa tôi đã nói rồi mà tôi đã nói gì nè ví dụ như là mình nói cái gì đó Cái mình kêu là đừng làm vậy nha hãy cố gắng cố gắng làm rồi hỏng việc luôn cái kêu khó thấy chưa đã nói rồi mà khó bà để có một sao, khó bà để có một reso khó bà là thấy chưa để có một reso mình đã nói cái gì tôi đã nói cái gì tôi đã nói cái gì thì trong tiếng việt mình thấy chưa tôi đã nói rồi mà tiếng việt mình 거봐, 내가 뭐랬어? 잘, 잘, 잘 봐요. 잘 봐요. 잘 봐요. 잘 봐요. 잘 봐요. 잘 봐요. 가만히 있어요. 가만히 있어요. 가만히 있어요. 가만히 있어요. 어, 가만히 있어요. 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 가만히 있 가만히 있어 가만히 있어요. 가만 가만히 있어 yên á, ít ta là ở hoặc là có ở ví dụ như con mình nó quậy quá tới nhà người ta chơi mà nó quậy quá, anh mình... dậy anh anh hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống, hãy ngồi xuống đi á, mình có ảnh ta là ngồi ha ngữ pháp động từ a, o ít ta mang nghĩa là cái này á nó là mang nghĩa là đang vừa đang nghĩa là đang mà nó còn vừa mang nghĩa là hãy nữa, ha hãy ngồi xuống đi ăn xoay xéo ăn xoay xéo 잘자요 chúc ngủ ngon đối với những cái quan hệ thân thiết còn đối với người lớn thì mình hay dùng là chúc ngủ ngon với cái câu là ảnh nhân khi chú mu xẹo mình chúc người lớn ha thì mình sẽ dùng câu này ha còn chút người ngang tuổi hoặc là bạn bè hoặc là con cái thì thầy trai hả thề trai anh nhân Jesus hả mát quá ví dụ ăn kem á kiểu... hoặc là trời gió đang thổi rất là mát siêu nè mình ăn canh á mà giống mình... giống kiểu mát ruột giống Việt Nam mình á mình ăn canh nó ngon mà mát ra ruột á mình cũng có thể dùng là Sure nèo thập tha pèo thập ta pèo lưu ý là cái bờ gặp chữ hờ phía sau này thì nó thuộc dạng là hóa âm hóa âm bậc á nên lúc mình sẽ đọc thành đọc chữ phờ thập ta pèo thập ta không phải là hèo đó pèo thập ta pèo bực bội quá ví dụ như là nhà của ngục ngạt quá mình cũng bực bội hết nổ thập ta pèo hoặc là cái người này nói chung là cái người mà hay làm cho người ta rất là bực bội nói cái gì cũng sai khiến hết hố nổ thập tấp hẹn bực bội trong người mình bực bội bực bối thì mình sẽ dùng thập tập thà thà khó chim mai ha chi mà khó chim mai ra gì mà khó chim mai ra gì mà khó chim mai ra đừng có nói xạo khó chim mai ra ta chỗ này là chữ sờ mình đọc là thành là chữ nợ ha khó chim mai ra ta nói xạo nói dối chi mà động từ khi mình nói thân mật mình sẽ dùng là chi mà đừng có làm gì đó ha. Còn lịch sử các bạn thêm chữ xe vô, vô cũng được ha. Có xin Đừng có nói xạo nha. Ví dụ con mình nói gì đó, mình biết đó là nói xạo. Có xin mà ra chơi mà. Ủa mà. 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 Đừng có lại đây. Ví dụ như là nó đang làm gì đó, nó giấu. Nó kêu đừng có lại chỗ nó nha. Ủa mà. ta là đến là lại ha. chi mà. Đừng. Lịch sử thì thêm sẹo chứ mà sẹo mà sẽ. mình có thể nói khi mà người ta nói đến nhà mình chơi ấy, mình nói Ồ, hôm nay tôi bận đừng đến nhà tôi ủa chứ mà sẹo chứ mà sẹo Te ăn đều Te đi ăn đều tê đi ăn đều ăn không được đánh tôi hoặc là không được đánh ai đó hoặc là nếu đánh là không được đâu nào ví dụ như hai đứa nhà mình nó hay đánh nhau lắm chung là thằng lớn á dạo này nó cũng cọc rồi á à. Uh, lấy đồ chơi của nó là nó quấn lại luôn. Khi mình hay nói là té đi mà anh theo, thúng người té đi mà ăn Đánh ai đó thì mình thêm người đó vô đây ha. Có bà chim ư, ừ", không bà chim r. Nếu là em thì mình nói là thúng sen. thúng sen người té đi mà ăn Mình có ngữ pháp ư mion ảnh ta động từ. Có bà chim ư mion không bà chim thì mình sẽ thêm chữ mion. ăn Không được làm điều gì đó ha. À đá. Không được đánh em nha. Thúng seng을 때리면 안 돼요. 잘 갔다 와. 잘 갔다 와. 잘 갔다 와. Ít vui vẻ nha, ví dụ như là con mình nó đi chơi á, cái mình kêu là uh, đi chơi vui vẻ nha. Ta. Một cách là tốt hoặc là nó mang nghĩa tùy thuộc vào cái động từ đứng phía sau ha. Khatau ta là đi về á, đi rồi mình về á thì thường là đi ra ngoài chơi mình sẽ hay dùng là khatau Mình đi đâu đó, khatau ta. Và có thể thêm vô nếu muốn lịch sử có tôi 와요 Đi chơi vui vẻ nha Đi rồi về nha 잘 다녀오겠습니다 잘 다녀오겠습니다 잘 다녀오겠습니다 Tôi sẽ đi rồi về Ví dụ như là Ở người Việt Nam mình cũng vậy Lúc mình thưa ba mẹ mình đi đâu thứ ba đi thứ má không đi Thì mình sẽ dùng câu này ha, 잘 다녀오겠습니다 잘 다녀오겠습니다 잘 là một cách tốt Giỏi 다녀오다 Là đi rồi về đó Kesimnida là sẽ thì lúc này á mình không có dịch từng chữ ra mình dịch giống tiếng việt mình là thưa ba thưa má con đi thưa cái người nào đó đi hoặc là tôi tôi sẽ đi rồi tôi sẽ về 잘 다녀겠습니다 도와주세요 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 hãy giúp tôi với mình hay dạy con mình khi mà không có làm được cái gì á thì không có được nổi giận lên mà phải nói là nhờ giúp đỡ nên là câu này mình hay nói với con thua cho sẹo con hãy nói là thua cho sẹo thua cho sẹo cho ta là giúp đỡ cho ư sẹo hãy dịch từ đu lên hãy giúp tôi với thua cho sẹo piroel piroheu piroel piroel tôi cần bạn hoặc là mình cần cái gì đó ví dụ như là mình cần tiền mình cần bạn bè mình cần giúp đỡ gì đó thì mình sẽ dùng từ 필 i d 다 o Honda, mình s luyến c h r lên đây ha, video hiểu, v i d e i ể u video s i d thay vì hồi nãy là cần thì bây giờ sẽ không cần h huh? tôi không có cần bạn đâu, tôi không có cần giúp đỡ đâu, tôi không cần tiền đâu, i d e o học sơ ạ, i d e o học sơ ạ, chị i i i đi n i câu này hình như ngày nào cũng nói hết, chị v dắt tụi nó đi học về mà nó không chịu về nhà nó đòi đi chơi hoài chip kaza chip nhà Chịp khả ta là đi chip kaza đi về nhà và cha mình có một cái hành động gì đó mình thêm chữ cha vào đây đây là câu thân mật ha chúng ta hãy cùng làm gì đó chip về móc gươm ăn đều móc gươm ăn đều đều không được ăn hoặc là nếu ăn thì không được hồi nãy mình có nói ví dụ Động từ ư mèo nạnh tuy tà không được làm cái hành động gì đó ha. Không được ăn. Mó cứ mèo nạnh tèo. Xuân xí xó. Xuân xí Xuân xí Dạo này là corona ha. Đi về nhà là phải rửa tay. Xuân là bàn tay của mình ha. Xí tà là mang nghĩa là rửa. Còn có nghĩa là tắm gội nữa các bạn. Nên là lúc nào mình nói xí cũng còn có nghĩa là tắm gội nữa. Xuân xí Rửa tay đi. 여기까지 여기까지 Yogi kaji. Yogi gì Tới đây thôi nha, mình làm tới đây thôi, mình không có làm nữa. Tới đây thôi. Yogi đây là một câu nói ngắn ha. Yogi mà nghĩa là đây, kaji là đến cái thời điểm nào đó, đến cái nơi nào đó. Yogi gì tới đây thôi nha. để ba. Neil ba. để -ba. ba. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Đi là ngày mai. Puta từ gốc của nó là từ Puta mà nghĩa là gặp gỡ hoặc là từ thấy trong thử xem á để đi bà hẹn gặp mai nha về cứ đẻo về cứ đẻo về cứ cứ sao lại như thế sao lại như vậy ha về cứ hoặc là mình thấy ai tự nhiên cái nỗi điên lên cái mình kêu về cứ sao bạn bạn bị sao vậy tại sao bạn lại làm như vậy sao như vậy về cứ đẻo anh cứ đẻ sợ anh cứ đẻ anh cứ anh cứ tôi đã không có làm thế ví dụ như là mình hỏi con mình đi con nhóc nhà mình nó hay dọc gạo lắm lấy gạo ra chơi á thấy gạo vuông vãi kêu con làm gạo vuông vãi đúng không ăn con không có làm gì đâu đâu làm gì đâu đâu phải là con đâu thì thường này là ăn cái mình nói mình không làm cái điều gì đó người ta nói mình làm nhưng mình nói mình không làm ăn cái sợ bia Bia yeah, nè Thường cái câu này là con mình nó cũng nhiều <laughs> Làm sai cái gì đó là Bia yeah, nè Xin lỗi Đánh con người ta xong Bữa cũng ra ngoài đường Ông không dữ lắm Quýnh con người ta Bia này là Nắm Bắt lấy Cầm lấy à Chạp tà Ví dụ như mình bắt con mình lại Hoặc là bắt cái bóng chẳng hạn Chá Mình đưa đồ cho nó Mình kêu nó chụp Chá bài đẩy cho. Đẩy cho. Đẩy cho. đi thì 빌다 này mang nghĩa là mình đẩy đi ha. Mình đẩy cửa đó. Mình đẩy cửa cũng là 밀다 luôn ha. Hoặc là con mình nó hay ngồi lên xe, lên thùng á cái nó kêu mình đẩy nó đi. 비러죠. 아오투다 là gì đó, trai đó. 똑같아요. 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 giống như nhau à. Ví dụ như uh, mình có một cuốn sách, cái con mình á nó đòi mua nguyễn nữa hay là phải mua nguyễn y như cho nó luôn túc cách thẻo hoặc là hai người giống y như nhau túc cách thẻo hai món đồ giống nhau túc cách thẻo sim simeo. sim mèo sim simeo. sim hẻo sim sim mèo sim sim mèo sim sim ma tà mang nghĩa là buồn chán với cái nghĩa là không có cái gì làm nữa mình chán á chứ không phải là mình chơi mình chán à ví dụ như đang ở nhà mà ngày tháng ngày chủ nhật không có chuyện gì, gì làm á sim mèo Còn mình hay nói câu này nó không chơi nó cái nó sim sim mèo liền sim sim mèo Xì xì ẻo Xì xì có khá là nhiều nghĩa ha Vớ vẩn cũng là nó Hoặc là mình đang chơi gì đó Mình thấy trò chơi, chơi này tẻ nhạt quá Xì xì Chán quá, Để. chán ngắt Hoặc là tẻ nhạt ha Xì xì ẻo Thẳng hoàng hay sợ Thẳng hoang ta là mình nghĩ là bối rối bàng hoàng ví dụ như hồi trước mình có học trong cái bài văn á, là đi ra đường á, mà không có mang ví xong mua đồ xong không có tiền trả đó hụt thằng hoang sợ thẳng hoang sợ Thẳng hoang à thằng hoang a ta bối rối hoặc là bàng hoàng xúc sang hết sợ xúc sang hết sợ xúc sang a ta xúc sang hết sợ buồn lòng quá ví dụ ai làm gì đó cho mình buồn lòng xúc sang hết sợ xúc sang hết sợ 시작해 볼까요 시작해 볼까요? 시작해 볼까요? Bắt đầu nhé, mình thông báo cho ai đó mình bắt đầu mình làm cái gì đó Ví dụ như là mình nói là ờ ừ, hôm nay là mình sẽ dọn dẹp nhà nha Cái mình kêu con mình là cùng làm ạ Sắc cái cao, tụi mình cùng bắt đầu nha Hoặc là bắt đầu đọc sách, hoặc là bắt đầu làm gì đó Sắc mang nghĩa là bắt đầu ha Mình có cái động từ a o này mang nghĩa là thử cái gì đó và thường á mình làm làm cái điều gì đó thì uh, người hàng hay dùng cái ngữ pháp phu tàn lắm tuy nhiên trong tiếng việt mình có khi dịch nhưng mà có khi không dịch nên là mình sẽ dịch đã bắt đầu thôi ha không có thử bắt đầu <laughs> rồi ừ ria ca ở cuối câu nãy có nói rồi đó là nhé nhỉ nha hỏi ý kiến mình bắt đầu nhé mình bắt đầu nha xin chào kebule kinaso kinaso kinaso

dạng bu ha tà nó mang nghĩa là nhường nhượng bộ ha dạng bu ha tà ư kẹo tôi sẽ nhường ví dụ đồ chơi á mình kêu nhường cho em đi cái hàng lớn nhà mình kêu ừ dạng bu kẹo tôi sẽ nhường à hết sơ à hết sơ hết sơ giống như cái câu hồi nãy là ảnh cứ sơ không có thế thì mình có thể dùng là thay vì cứ sơ mình dùng hết sơ nói mình là mình có làm gì đó không ừ hết sơ tôi đã không có làm vậy tôi đã không có làm việc đó anh ấy sợ anh nghĩa là không ha đủ ra chủ đủ ra chủ đủ ra chủ đủ ra chủ chơi với tôi đi chơi với tôi á thì giống như con mình á nó về nhà cái nó kêu đủ ra chủ chơi với nó đi mẹ nhéo á đủ ra chủ đủ ta này mà nghĩa là chơi hả đủ ra chủ ta chơi cho người ta tức là chơi với người ta đó đủ ra chủ đó anh nhỉ anh nhỉ anh nhỉ sách vở nhà mình con mình nó hay bày đó kêu đứa nào bày ra đây cái hàng út mình hay nói nó ở nha nó không phải là nó làm đâu không phải tôi đâu mình từ mình nói mình khẳng định là mình không làm điều đó và mình nói là không làm thì mình nhà, đã ở nha nó ảnh nha kurojima đừng có làm thế ví dụ như con mình á nó, nó hay cũng quăng đồ lắm cởi đồ ra hoặc là lấy đồ ra nó quăng lum á kurojima đừng làm vậy nha, 그렇지 mà, bí to cho, bí to nghĩa là tin tưởng ha Hãy tin tôi đi á, tin tôi đi, bí nói gì đó ra, cái um, thấy mình không có vẻ mình không tin á, cái khẳng định á, bí nói, bạn tin tôi đi, bí to cho, Hajima, Hajima ha chứ mà chi mà đừng làm gì đó ha ta là làm đừng làm chuyện gì đó ví dụ mình thấy làm gì ngứa mắt quá ha chứ mà ha chứ mà 재미있었어 đã rất là vui ha. ví dụ mình hay đi hỏi con mình nó đi học về có vui không có 재미있었어 재밌, ta mới nghĩ là vui thú vị 있었어 tại vì mình chưa quá khứ tại việc đó đã xảy ra rồi 재미있었어 재미있었어 손들어 Son dura. Son dura. Son là cái tay của mình ha. Tilda là nhấc lên cho lên. Ví dụ như làm cái gì sai á mình hay kêu son dura. Hồi trước thôi chứ bây giờ hết kêu rồi. Nó không thích. Son dura. Giơ tay lên, giơ tay lên là đứng vô tường đi. Son dura. Iriro wa. Iriro wa. Iriro wa. Lại đây. Người ta hay nói gọn lại là Iriro wa. Iriro wa. Lại đây. Kêu con mình lại đây. Iriro wa. Iriro wa. Câu này dùng nhiều hơn là Iriwa ha Tại vì người hàng nói thường cái tốc độ của người ta nhanh á Dính lại Iriwa Putake 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 Tôi nhờ bạn đó Tôi nhờ bạn đó Ở đây là mình sẽ đọc là Putake ha Putake Tôi nhờ bạn đó Ví dụ như mình nhờ nó um, Đem rác bỏ vô thùng rác chẳng hạn Putake Putake Yaksukai ke Giặc xúc khai kè Tôi hứa đó Giặc xúc khai đây hứa hẹn Mình hay hứa chứ không mình mình sẽ dậy sớm lắm Nhưng mà khó lắm Nói là dậy trước mình không mà Tại vì mình thức khuya Thức khuya là không dậy sớm nổi Giặc xúc khai kè Tôi hứa đó Giặc xúc khai kè Vậy hả Chuyện gì đã như vậy hả Kresso Ví dụ con mình đi chơi Cái nó kể chuyện gì trên lớp cho mình nghe Ồ Kresso Vậy hả Đổ mẹ đổ mẹ đổ mẹ quá đáng quá à? quá đáng mà không mình hay nói gì đó ví dụ như mình làm gì đó mà sai với nó cái nó kêu là quá đáng quá à? đổ mẹ đổ mẹ đổ mua ha tà quá đáng nha các bạn thế đi cu khải kè 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 tôi sẽ dắt đi tôi sẽ dẫn đi à, thế đi cu ca tà này là dắt đi dẫn đi ví dụ như mình dẫn em mình dẫn mình dẫn con mình đi chơi hoặc là dẫn chó dẫn mèo gì đó dắt đi dẫn đi thì mình sẽ theo đi cô cả tạ ha mang đi dẫn đi nịch chi mà nịch chi mà nịch chi mà đừng có trễ nha con mình hay nói câu này á, lúc mà mình đi rước nó nhà trẻ nhà trẻ là nó là 5 giờ tới rước nhưng mà khoảng bốn giờ mươi á, là người ta mở cửa rồi đó là nó ra nó ngồi nó đợi á hay kêu là đừng tới trễ nha nịch chi mà nịch tà này mới nghĩa là trễ ha đừng trễ nha nịch chi mà 기다려 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 딱 기다려 đợi đi ví dụ như là trong trường bình thường lắm mình cũng hay nói lắm con mình hãy nói đợi lắm cái việc gì, gì là nói là phải làm liền cho nó cái kêu đợi chút đi khi ta đợi đi cái gì cũng phải chờ đợi mới có được chứ khi ta đợi arasso tôi biết rồi ai ta là biết ha biết rồi ví dụ như là mình nói gì đó dặn gì đó cái nó kêu nó biết rồi arasso arasso 안 그럴게. 안 그럴게. 안 그럴게. 안 그럴게 hoặc là 안 그럴게 cũng được ha tại vì người Hàn hay nói cái chỗ ảnh này á theo sau chữ cộ mình thấy là hay biến thành chữ ngợ 안 그럴게. 안 그럴게. Tôi sẽ không làm như thế. Ví dụ như là mình nói là đừng đánh em nha. Hàng lớn nó 안 그럴게. Con không đánh nó nữa đâu. Con sẽ không làm gì nữa đâu. 안 그럴게. 너무 빨라. 너무 빨라 nó quá là nó quá là nhanh quá ví dụ như là mình nói nhanh quá hoặc đọc sách nhanh quá hoặc làm gì đó nhanh nó hay nói nè Đủ quá là ba đôi tà là nhanh ha so bà so bà so pa bà viết so so thử đi dạo này con mình đang học viết chữ viết số là <laughs> hay dùng từ này sư tà đây là đồng từ gốc sư tà ha sư tà mới nghĩa là viết nè sử dụng nè hoặc là mình um, gọi là mình cái um, đội lên cũng vậy hoặc là tính từ đắng nó cũng có là sư tà so bà thằng dò thằng dò thằng dò mở cửa cái cửa mở ngoài trước uh, chung cư mình đó, mà nó ở giữa trước cái cái uh, tầng hầm một tầng hầm tại có hai tầng hầm là, là mình phải có một cửa thì kéo một cửa thì đẩy nên cái chỗ cửa kéo đó, mình hay nói là thằng giò kéo nó vô kéo nó vô đừng có đẩy nó ra đẩy nó ra đâu được đâu Thận cho nếu mình có từ thận chi tà mới nghĩa là kéo à cuối cùng bị đẩy đi đẩy đi thì có cái cửa đẩy thì mình sẽ kêu bị đi tà bị tà là đẩy à bị đò hoặc bị đỏ, đẩy nó đây để uống nước do mà kéo hôm nay tới đây thôi nha mọi người hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nếu có thắc mắc hoặc góp ý mọi người nhớ để lại comment nữa. Comment bên dưới tao nói nhanh quá nói ly đi từ khác luôn. Mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất.